Ngay sau khi chỉ đạo cho lực lượng công an huyện Bình Sơn vào cuộc điều tra xác minh về tính hiệu quả sau khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng về vụ việc này. Bước đầu kết quả điều tra cho thấy tính hiệu quả trên từng bệnh nhân hầu như không có. Qua điều tra xác minh thực tế, gần 20 trường hợp điển hình từng được ông Võ Hoàng Yên và đoàn cộng sự của mình khám chữa trị tại địa bàn huyện Bình Sơn hồi tháng 7 năm 2020 thì 100% đều không có tiến triển về sức khỏe, bệnh vẫn hoàn bệnh. Làm tổng cộng lượng 17 trường hợp, thì tất cả các trường hợp đó là lấy những trường hợp mà gọi là ngẫu nhiên và gần như điển hình, gọi là những cái bệnh gọi là tương đối mà nặng, nó thuộc về bẩm sinh, coi như là câm điếc, rồi bại liệt, bại não hay là về bưu cổ. Thì 17 trường hợp này thì gần như là người dân rất là từ kỳ vọng mà chuyển qua thất vọng. Mà thất vọng không phải tới thời điểm này, mà sau đó khoảng vài ngày là người dân đã thấy rất là thất vọng với cái việc mà đặt quá nhiều kỳ vọng vào cái gọi là thần y, gọi là lương y Võ Hoàng Yên thời điểm từ năm ngoái nhưng mà tới thời điểm này. Còn cho tới thời điểm này là chẳng qua là ta đi ta kiểm tra rồi gọi là phơi bày sự thật, chân tướng của cái gọi là lương y Võ Hoàng Yên. Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi cũng thông tin quy trình thực hiện cho ông Võ Hoàng Yên và đoàn cộng sự của ông về khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi thiếu chặt chẽ, không phù hợp của ngành y tế và chính quyền địa phương huyện Bình Sơn. Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho rằng phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là phản khoa học và không mang lại hiệu quả cho bệnh nhân. Tùy theo cái bệnh, đông y cũng tùy theo bệnh, nhưng mà bệnh ông đây mà ông ấy chữa một số bệnh gọi là bệnh bẩm sinh và những cái bệnh mà tây y và nó y học hiện nay đang rất là khó, đó là bại não và bại liệt. Thì những cái bệnh này phải nói là cực kỳ khó, và qua các clip mà đưa trên mạng xã hội thì những nhà khoa học đầu ngành của ngành y người ta kêu chữa bệnh đó là chữa bệnh phản khoa học, thô bạo. Làm gì có mà vỗ hai cái tay vô cái đầu cái bẹp một cái mà bảo chữa được bệnh, mà cái đó chủ yếu đánh vào mặt tâm lý người bệnh và người nhà. Cho nên tại thời điểm đó thì người ta bảo chữa khỏi, mà cách chữa khỏi như nào thì hãy nghe những người trong cuộc người ta lên tiếng. Trước vấn đề này, công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đề nghị và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất việc tạm dừng mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi trong tháng 3 này. Theo như kế hoạch trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh của ông Yên và cộng sự tại huyện Bình Sơn vào tháng 7 năm 2020 để báo cáo với tỉnh trước ngày 20 tháng 3. Công an Hải Phòng đang khẩn trương truy tìm đối tượng gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ, phố Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng vào tối ngày 17 tháng 3. Những người chứng kiến vụ việc cho biết một nam giới mang theo chất nổ vào tiệm vàng Đức Đệ và làm nổ tung kính tiệm vàng, rồi dùng hơi khói định lấy cắp vàng, nhưng đã bị chủ nhà và những người xung quanh ngăn cản. Đối tượng đã dùng hung khí chống trả khiến một người bị thương nhẹ và đã nhanh chóng tẩu thoát. Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết nghi phạm ném mìn tên là Vũ, 25 tuổi, ngụ ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Được biết Vũ có biểu hiện ngáo đá, thường xuyên lên mạng xem những clip chế tạo bom mìn. Thưa quý vị, tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến khởi động lại công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 vào tuần tới. Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đi khảo sát thực địa để xác định thời gian cũng như phương án tìm kiếm cụ thể trong thời gian tới. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng đập dâng thi công dở dang của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 3 bãi bồi. Trong đó bãi bồi thứ nhất dài vài chục mét cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 300 mét. Đây là vị trí có cát đá bồi lắng và vẫn còn xác máy móc trôi dạt về. Bên cạnh bãi bồi là một vùng nước sâu khoảng 3 mét. Là sẽ triển khai trong những ngày sắp tới là ở cái bãi bồi thượng nguồn. Thì cái phương pháp là sẽ nắng dòng và tìm kiếm bãi bồi, và thậm chí điều kiện cho phép ấy, thì chúng ta có thể bơm nước và tìm kiếm ở cái vùng đấy. Cái vùng đấy thì nó khá sâu, 3 đến 4 mét. Nhưng mà cái điểm đấy là cái điểm mà chúng ta hy vọng là có thể tìm kiếm được các nạn nhân cao nhất. Theo như khảo sát sáng hôm nay tại cái địa điểm thứ nhất cách hiện trường khoảng 300 mét, vị trí bãi bồi đó nếu tập trung lực lượng phương tiện máy móc và con người thì tôi dự kiến khoảng 2 đến 3 ngày sẽ
hoàn tất cái việc đảo sới toàn bộ cái khu vực bãi bồi. Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thời tiết hiện nay đang thuận lợi. Do vậy, công tác chuẩn bị cho việc tìm kiếm thi thể công nhân mất tích tại bãi bồi thứ nhất sẽ được tiến hành khẩn trương. Cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra dọc bờ sông Rào Trăng với lực lượng quân đội, công an, y tế và người của công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3. Ngoài ra, có 3 bãi bồi dưới lòng suối được lực lượng tìm kiếm xác định sẽ tập trung máy móc đào bới, gồm bãi bồi tại khu vực xảy ra sự cố, bãi bồi giữa sông và bãi bồi ở khu vực hạ nguồn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt được 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là Du Bin Giang sinh năm 1995 và Hoang Chao Sang sinh năm 1994 sau khi trốn khỏi khu cách ly tập trung thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo đó, tối ngày 17 tháng 3, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 558+300, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tiếp nhận thông tin 2 người quốc tịch Trung Quốc trốn cách ly, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh đã tăng cường thêm lực lượng và bố trí thêm các điểm chốt chặn. Đến khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51G86932 do Phan Thành Trung, sinh năm 1985, thường trú tại Long Bình, Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 2 đối tượng Du Bin Giang và Hoang Chao Sang mà công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang truy bắt, nên đã tiến hành các biện pháp bắt giữ các đối tượng và tạm giữ phương tiện. Hiện lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra xử lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề mà quý vị gửi về cho chương trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm có những thông tin trong các chương trình tới. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0868010101 và địa chỉ email dangdoinong@vtc.gov.vn. Quý khán giả cũng có thể gửi thư về cho chương trình theo địa chỉ đường dây nóng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.